Chào các bạn, mình là Tuấn. Thì hiện tại là mình đang ra sân bay với là anh Khoa. Hai anh em bây giờ đang đi ở sân bay Narita. Anh Khoa đẹp trai nha. Bây giờ đi đến check-in để vào. Không bao giờ được xuất hiện mình trên video ha. Toàn là mình quay không thì đâu có dính bên trong này đâu. Đan Khoa. Ủa vậy đó anh Khoa? Xe buýt hả? Thì anh Khoa làm thủ tục để mà lấy vé. Thì bên Nhật người ta sử dụng bằng máy hết các bạn. Mình chỉ cần bỏ cái cần ghi cái nút mà mình đã mình ghi cái mã số mình đã đăng ký. Thế là vé tự ra. Ra chỗ nào? Đấy rồi. Ok. Hai cái. Thank you. Đây là bé của Lê Hoàng Tuấn. Bé của anh Khoa đâu? Ok. Giờ đi đâu nữa? Đi check hàng. Lấy thẻ xong rồi giờ hai anh em đi check in. Vào check in. Đây thẻ của mình đây. Thẻ của anh Khoa. Tokenize nè. Đi đến đó bao nhiêu lâu anh Khoa? Khoảng 1 tiếng. Bao nhiêu? 1 tiếng. 1 tiếng. Nhưng mà chắc là nó sẽ bị muộn giờ. Anh quay em nhé. Đến ngoài sân bay rồi. Có máy bay rồi nè. Đây là hãng xếp ta. Bây giờ đang đi đến cái chỗ để vào sân máy bay. Số 162 này đi Matsuyama. Rồi hai anh em bây giờ di chuyển ra ngoài. Máy bay. Cái chân màu trắng là của mình đó nha. Mình chỉ thấy được cái chân thôi. Lấy chiếc máy bay mình lên nè. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đến ta. Đây là chiếc máy bay mình sẽ lên. Ok, là ghế 19. 19 hả? Ở bên trong máy bay. Hai đoạn qua 19 hả? Ok. 19 mình 19F. Bên này. Bên này hả? Vô. Rồi hai anh em thì vừa mới lên máy bay xong. Khoa ông ngồi cái bên này. Đó. Đây là cái cửa. Thì mình nhìn ra ngoài đây thì thấy máy bay rất là nhiều nè. Cánh máy bay của mình đi. Đó.
đi máy bay nhiều lần rồi vẫn rất là thích khi gặp máy bay. Chuyến đi 10 ngày của mình, thì các bạn nhớ subscribe kênh của mình.